Ngon thật sự đấy. Vừa mở được cái hộp sầu riêng ra đã thấy mặt rồi. Có ăn được không mà xin? Hả? Ôi dồi ôi, đúng là thật sự. Ngày xưa chị ở miền Bắc chị không biết ăn sầu riêng, chưa biết ăn cái quả này. Vào trong miền Nam bắt đầu mới biết. Ăn được không? Tiếp có thèm lắm rồi. Ôi dồi, rớt rãi. Trời ơi, rớt rãi kìa. Eo ơi. Tiếp. Nó đang ăn sầu riêng. Sao đấy? Sao vậy chị? Xin hổ. Ôi dồi ôi, đang ăn sầu riêng. Nó vừa nghe chị Mai mở nắp hộp thôi. Vừa mở cũng không hả, chủ đậu vô. Chị gần vừa mở cũng luôn thôi. Trời ơi, nhìn cái chị ơi, con chị thèm. Tao cũng thèm mày. Tao không thèm con đó đâu chị. Gặp đi, nhả cái hạt ra được chưa? Xin đi, con sủa đi. Con sủa đi, sủa đi. Xin. Xin. Sủa. Sủa đi, sủa. Ừ, ok rồi, biết rồi, kiếp hổ. Hàm quá rồi mà thôi. Nhả cái hạt ra được chưa? Kinh khủng.